Biết lại Phật như thế này là chỉ hay là tâm của bé? Tự nó biết rồi, tự nó niệm Phật, nó Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn là tự nó bộc phát ra, nó niệm ơn chứ không dạy. Lúc nhỏ phải không? Có hai mẹ con nó khỏi ai giữ, tôi làm là nó ngồi ghế kế bên nhỏ xíu luôn, đi qua Phú Quốc hai mẹ con vậy đó. Là ba đâu qua đâu. Là nó làm thinh cho nó chơi cho làm vậy đó, chừng nào hết khách nó kêu ẩm nó xuống nó quậy. Bây giờ rồi dẹp đồ cho nó. Yeah. Cái clip trước cô bác với anh chị thì được anh Dũng giới thiệu thì bé Thiện chỉ lại Phật và đặc biệt là Phật tổ thôi. Tại vì nghe kể cái căn duyên mà của chị sinh bé Thiện ra đó thì hôm nay thì anh muốn chứng minh rằng cho mọi người biết đây là tượng Phật Bà Quan Âm rất là lớn luôn. Trời. Trời. Ôi, tượng Phật lớn quá luôn. Con đọc cái chữ này ơi, đọc cái chữ này cho chú Hồ với chú Nghĩa nghe này. Nè, lại đây nè. Chú tại bi. Nè. Xích đây nè con. Nè. Chú tên đại bi. Rồi quay lại đọc luôn đi. Đây còn đây nữa nè con. Tên chủ nên nhắn tên đại bi đâm bà ta đi. Những cái chữ mà Phật này mà tụng này á thì nó rất là khó đọc tại vì được dịch ra từ kinh Ấn Độ, nhưng mà bé Thiện đọc rất là thành thạo. Và đặc biệt thì em có một cái lòng hướng về Phật pháp á. Nam mô Phật ca tát na dạ 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 dạ. Rồi đây nó vòng này nó đó. Vòng này nó rồi. Bồ chưa. Bồ tê tát đỏ bà ca ma na bắp đa đỏ bà na ma na ca ma ni yo ni ca ca. Còn chữ nữa, còn chữ hết câu này luôn nè. An đất bà da bạc kệ một số tóc ca đất đỏ. Ồ rồi Nam mô tất đi đập đỏ y con ha đi ca. Ồ quá giỏi chị ơi, ở đây sẵn đây chị cho em hỏi với. Thì cái việc mà bé Thiện á tự biết lại Phật như thế này là chỉ hay là tâm của bé? Tự nó biết rồi, tự nó niệm Phật, nó Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn là tự nó bộc phát ra, nó niệm ơn chứ không dạy. Rồi tự nó cúng rồi kia luôn chứ không dạy. Vậy hả? Nhưng mà vô chùa nó lại chỉ ngồi chánh thôi, còn mấy ngôi khác kia không lại đâu. Cái cơ duyên làm sao mà chị biết bé lại tự đi, và lúc mà chị thường nhắc bé đi chùa hay không? Cũng thường đi, lúc có bầu là mình cũng thường đi. Đi thì nó tự để nó cúng thôi chứ không dạy. Nó chạy đi cái chỗ người ta chạy thảm đó, nó cúng người ta ngồi dốc, anh chạy giết lại ngay cái bàn chánh anh cúng, chứ anh không cúng mà mấy cái xanh quanh rồi kia nó không cúng. Ồ vậy không, ha. Không lại đâu. Rồi bây giờ bé đã lại Phật Quan Thế Âm Bồ Tát như thế này rồi thì thôi thì mình lúc nhỏ không có hai mẹ con nó khỏi ai giữ, tôi làm là nó ngồi ghế kế bên nhỏ xíu luôn, đi qua Phú Quốc hai mẹ con vậy đó. Là ba đâu qua đâu. Là nó làm thinh cho nó chơi cho làm vậy đó, chừng nào hết khách nó kêu ẩm nó xuống nó quậy. Bây giờ rồi dẹp đồ cho nó. Yeah. Chứ nó không có ai giữ, nó vẫn làm được bình thường như là có ai dạy nó vậy. Rồi ở nhà bé thường có đốt nhang hay là cúng gì thì lại thấy gì? Mình cúng thì nó cũng chạy để nó lại nó cúng vậy đó thì nó ngay tôi thì sáng chiều hàng ngày tôi đều cúng hết. Yeah. Mỗi ngày vậy đó.
Trước đây là chị có thường đi chùa khi mà chưa có mang thai bé không, thiện như thế này? Chưa mang thai cũng vẫn đi, như con gái rồi chị cũng vẫn đi đó. Dạ. Thì nói chung là cúng lại là tục lệ ông bà hầu như là truyền lại luôn á. Có một điều đối với bé thiện rất là đặc biệt ha. Bây giờ mình lại đây mình đọc tiếp đi. Mình đọc đây nè. Rồi con ngồi xuống, khoanh giò lại, ngồi xuống. Khoanh lại. Ngồi xuống. Rồi. Rồi, đọc nè. Nam mô Bát. Nè. Na na. Con bữa dắt lại đây là tự chị vô đọc luôn thôi. Đi na tha là bài là na mê. Ôi quá hay luôn. Những cái clip trước á, chị chia sẻ rằng là trước đây chị làm cái công việc á, là mở cơ sở massage. Thì sau khi mà sinh trước là về rồi không có người khách rồi. Sinh rồi không có người khách rồi chị bỏ nghề luôn hả? Rồi hiện nay thì gia đình của chị là anh thì làm thợ nhôm, còn chị là hớt tóc làm đẹp cho người ta. Mà bây giờ em thấy hiện nay em lúc nãy đi á, em thấy chị làm khá đó. Đúng rồi, làm cũng được đó, chỗ đó làm cũng được. Massage thì làm không được. Là nhờ nó đó chứ đâu có làm gì thêm đâu. Massage thì làm không được mà hớt tóc làm đẹp đúng cho rồi. Người ta thì được. Đúng. Thì trước chạy ngày đó, còn massage sau này đâu sống được với nó đâu. Cứ nó về là không có người khách nào. Ồ. Năm lên. Vừa lại lại hả? Lại. Rồi bây giờ từ lên đến từ một độ. Con lại đi. Đứng đây. Rồi đứng đó lại. Quay chớ. Lại chứ. Lại cúng lại chứ. Rồi. Con giái gì ạ? À? Con giái gì? Con nói sao? Con nói sao? Con giá gì con nói đi. Con ơi đạo Phật. Rồi sao nữa? Con ơi Bồ Tát. Rồi sao nữa? Cứu khổ cứu nạn. Ở đây Phật tổ mà. Đi Phật nữa à. Tự đi luôn á. Tự đi tự cúng luôn. Ôi dạ. Chỉ mới 3 tuổi thôi mà tâm rất là hướng Phật, biết đi chùa lễ Phật và lại Phật một cách thành thục như là một người lớn. Con giá gì vậy? Quá giỏi luôn. Cái ngoan quá. Cặp nhỏ này nè, ngồi thấp thấp đó là đến vô nó dò. Ôi. Không biết nói sao ha. Nói chung là có những chuyện thì mình không bao giờ mình giải thích được. Qua như... Phú Quốc nó còn nhỏ xíu kìa. Mà đi xuống cái bãi biển ha. Xe nhóc ở trên mà mình mượn cái xe của người ta đó. Mà lại ngay chiếc xe đó đi về đó. Nghe sao mượn đó. Ồ mấy bé nó hay lắm. Mấy chiếc xe đẹp địa điểm như cái xe hàng chổi. Không, cũng như là cái xe mà mình mượn không phải là cái xe của mình. Mà đậu là nhóc xe ở trên á. Cái bãi xe á.
mà nó biết ngay cái xe mình mượn đó, đi về lên xe đó. Từ nhỏ giờ chị dẫn bé đi được mấy lần rồi, đi chùa? Đi cũng thường lắm, đi gần 30 rồi cũng hay đi á. Ừ. Mình đi về đi siêu thị nha. Dạ. Clip tiếp theo thì Bùi Hồ cùng với bạn công của miền Tây với lại bé Trọng Thiện với lại gia đình của bé Trọng Thiện sẽ cùng nhau đi siêu thị nha.